Dị đấy, dị đấy, 38 hawk trong trận đánh này. Dân trời, xin chào dân trời. Đúng top 1, vâng, Skelly Hawk. Gắt nhờ. Gắt đấy, gắt đấy. À đây rồi, và như vậy là số 4 bên đôi bạn đã tấn công Minor Hawk. Yeah. Ghê đấy, ghê đấy. Đầu tư em Queen ở khu vực góc giếng 2 giờ. Ồ, bà VN Hunter có sắm luôn cả phong cảnh cho vua đây. Chật chơi đấy. Bốc này. Đúng rồi. Khá là hợp lý. Như vậy là điều em Queen khá tốt. Nhưng mà con Queen phải có phá tường, không Queen không lọt khe đâu này. Đó, phá tường đi, không là Queen không vào nhà chính. Đấy, chết dở không. Nhiệm vụ là phải đưa em Queen vào khu vực nhà chính. Bạn này sai rồi. Anh bạn à. Úi giời. Vậy quyết định gồng Queen trong tình huống này. Úi giời ơi, ông dập trong nhất người này thì Queen của chúng tớ này càng ngầu càng ngầu. Queen đã mất gồng nha, mà chốc nữa vào đây lại bị Inferno một tia nữa thì nó càng khó, nó sẽ rất khó. Lỗi này lỗi cơ bản rồi, xong. Rồi xong. Anh bạn ơi, anh bạn có trận mở hàng tương bừng đấy. Ôi giời ơi. Vâng, anh em comment nhuộm đỏ không chát Việt Nam cố lên thôi nào các sếp. Ôi giời, trận này các bạn ấy vượt khó. Hoài lắm. Đóng băng. Tốt, nhưng ở đây có xoáy không vậy? Không còn giáo, đúng rồi. Đùng xoáy, đoán chuẩn bài mà. Chỗ này mà không có xoáy thì chỗ nào có xoáy. Vẫn đang còn một hồi máu. Đúng rồi, đội bạn tầm này cố gắng lấy 2 sao thôi. Royal ra bánh không? Kịp đấy, kịp ra bánh đấy. 40 mấy giây cho đội bạn. Và đầu tư tiếp một em baby nữa. Chào tất cả các sếp mới vô nhá. Ca này là tín rồi đấy bạn. Rồi. Tín với việc chúng ta chủ nhà thành công đấy anh em. Nhé. Đi xa luôn bạn ơi. Đội bạn cố gắng chỉ thế thôi. Chỉ thế thôi. 7 giây làm sao mà lụm được. Tạch rồi. Đang chuẩn bị xem anh em vụt nào. Ok luôn. Rồi tiếp tục là Electro Titan đến từ Phú DJ. Vâng, hết nhạc Phú về nào. Không, đánh giải thì mình không để ở trên YouTube đâu. Hết nhạc Phú về nào. Có bom không ạ? Có bom. Nhân bản đâu? Đã nhân bản và thêm tàng hình và cuồng nộ nữa rồi. Tàng hình của đội bạn đã xuất kích. Trời. Cố lên. Ui, bắt được Inferno một tia đi xếp. Đúng rồi, đẹp lắm. Ô, vẫn còn tàng hình. Tí nữa là ăn được cái Xbox mặt đất. Không sao, bối cao vẫn khỏi. Bình tĩnh nào sếp. Mọi chuyện sẽ ổn thôi khi chúng ta còn yêu đời. Đâu rồi. Em Queen đầu tư lên khu phía trên.
Ai Golem, hai em đã ra và như vậy là ca này Queen bắt vào đây bị đại bàng nó dội từ trên xuống nữa. Rồi, King có mặt ở góc 9 giờ đi vô, yểm trợ phía sau là em Wish. Tiếp tục phá tường thông nữa. Úi giời. Rồi, Queen đã hạ xong đơn vị lính thủ nhà. Electro Titan cố lên. Ồ, oh, được. Queen lại thẳng xuống hướng máy bắn đá. Thẳng xuống phía dưới hướng máy bắn đá vào chết. Minion vào ư. Vậy là cũng không còn spell gì nữa ở đây cả. Quyết định gồng King rồi. Còn một Headhunter. Thừa nước đục vào phóng độc không? Có một Headhunter. Vậy là đầu tư Royal Champion để Asang ăn bên kia. Headhunter vào lụm thanh niên Royal của đội bạn và đã đúc xong. Queen của chúng ta sẽ solo với cả máy bắn đá và Queen của đội bạn trong tình huống này. Vâng, anh em tầm này tiếc gì một lượt thả like, thả team nào. Có bông thì chuẩn bị lên đi. 51 giây trong tình huống này. Anh em có đói bụng thì đặt ngay đồ ăn vặt ở trong cửa hàng nhá. Ui dồi ôi. TT bị đốt rồi. Vâng, đã lặn. Ca này có vẻ không ổn. Hết nhạc phú vẫn chưa về rồi. Ca này hết nhạc phú vẫn chưa về. Đứt. Đứt càng rồi. Không biết tỷ lệ phần trăm phá hủy có phải lên hơn bên đội bạn không ta? 81%. Như vậy khả năng là được 82. Ăn xong cái này. Ôi 82. Cũng tạm. Đây là bên số 5 của đội bạn đánh nhà anh Khổng Hùng. Ô rồng điện à? Ái xả, hai xếp rồng điện bem nhau đây. Hay đấy. Có Bloon này. Đầu tư thăm dò các thứ này. Như vậy đội bạn quyết tâm là đánh ngược gió. Cảm ơn sếp Hà T đã tặng bông nha. Chào sếp. Coi World Cup gì tầm này, tí coi lại tỷ số chứ còn trận này anh em không xem lại đâu. Bật quản giáo gồng à, khí cầu chiến vào đẹp đấy. Ăn cây thổi gió. Nhưng nó vẫn tập trung được vào khu vực nhà chính, bốc là khá tốt. Nhưng tháp thần chú của chúng ta bung lên đi. Pháo này đá đang bị niêm phong lại rồi. Đội bạn, đội bạn mà đánh bằng Phượng Hoàng cấp 1 thì chuẩn bị bạn sẽ đứt thôi. Bạn ấy cứ để pet cấp 1. Không ổn đâu. Thực ra thì anh em có pet 10 thì cứ sử xài pet 10 đã. Còn những em pet mới lúc nào mắc thì hẳn trời. Xem đánh vua kịch tính hơn chứ. Bóng đá thì hết hiệp 1 còn hiệp 2. Chứ trận vua có mỗi trận, đánh có mỗi lượt. Rồi, được. Tím rồi, trận này đội bạn tím rồi. Sao mà được 3 sao được. Đội bạn sẽ tím, tạch ngay mà. Queen hay. Queen thủ nhà đang rất dẻo. Vâng, oảng luôn này. Một giật oảng này. Úi. Nhưng bên đây có Tesla. Anyfan bạn ạ. Đứt rồi. Thấy chưa. Bạn tím ngay. Bạn ấy tím ngay đấy. Chẳng xếp mới vô nhá. Đội bạn có khoảng 89%. À đâu, như này thì phải hơn. Như này thì vẫn mod được. Quả này là 90. Vẫn kiếm được 90%. Như vậy là có tỷ lệ phần trăm phá hủy cũng cao đấy chứ có thấp đâu. Rồi. Quản giáo. À, Wizard chứ. 35 giây để cố gắng quẩy lên cái này. Chào. Úi dồi ôi. Tiềm lâu lắm rồi. Dạo này sao rồi tiềm. Năm nay lớp mấy rồi tiềm. Đúng rồi, con Phượng Hoàng là con linh thú mới đấy chứ. Tầm này đội bạn đứt rồi. Thôi thoát đi bạn. Cả cái kho như thế này bạn bắn làm sao mà thêm được 1%. Cao cấu nó không trở lên huyền thoại được đâu. Đúng rồi. Quýt thơm như gì nhỉ. Đấy. Vừa bị đánh rồng điện. Bây giờ anh tôi đánh rồng điện lại ngay.
Ừ. Xe phóng lửa cẩn thận nha. Đầu tư ZT để cho nó ăn cái mô tả đấy. Rồi rồi rồi, mô tả đã đi. Mô tả đã ra đi rồi. Tiếp tục nào. Hồi nãy đội bạn đánh được 89 nhỉ, hay 90 ấy nhỉ, 90 đúng không? Ừ. Để xem nào. Ca này anh tôi mua sẽ như nào đây? Úi rồi anh em cho một lượt like, lượt follow, đẩy các thứ nha. Vâng, mới chỉ có 74 anh em follow mới thôi. Sếp nào chưa follow nhớ bấm follow luôn nào. Không, ấy, sắp tới ấy, có livestream anh sẽ bảo ấy, sao em không nhận được thông báo, tội em lắm. Đội bạn 90. Tầm này anh Hùng cố gắng lụm cái 3 sao lấy tinh thần nào sếp. Ui rồi hôm nay 555 anh em mà đang ít đi chứ. Bình thường nữa. Phải nghìn anh em vậy chứ nị. Ở nhuộm đỏ không chát và cờ Việt Nam tung tóe vào. Động viên tinh thần nữa có sếp. Nhuộm đỏ không chát đi sếp. Đồng hiện có mặt rồi đây này. Mà kinh thì chưa thấy vô. Có cuồng nộ luôn trong pha thi đấu này. Đúng rồi, cảm ơn Thái Hưng đấy. Cơ đúng rồi, cơ phải tung tóe vậy chứ đi. Pha đóng băng hơi bị hố. Bạn muốn bịt cả nhà chính và bịt cả máy bắn đá nhưng có vẻ là hơi sai sai. Ủa, đây là anh Hùng bên ta mà đúng. nhà chính anh ơi. Đúng rồi, đã dứt điểm được khu vực nhà chính. Rồng rất lì đòn. Royal Champion tầm này mới vô. Chúng ta đang còn một bình đồng dược sẽ được triển khai ở chỗ kinh của đội bạn. Em Queen chưa gồng mà em Royal cũng vậy. Bà Ice Golem cơ à. Căng thế à trời. Độc. Sai độc rồi, sai độc rồi. Ui, 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 ui. Royal ra bánh, ra bánh. Không kịp bắn ra cái bánh. Chết dở. Rồi, kinh của chúng ta còn nước còn tát em. Nhưng mà mình vẫn nghĩ đây là trận thi đấu ổn áp 3 sao cho anh Hùng. Đóng băng. Ý, quyết định không Queen. Chà. Ủa bên kia còn cả X-Bow nữa hả? Sao căng quá vậy? Cố lên anh. Em tin ở anh, khán giả tin ở anh. À, trời. Ôi, bom. Oh no, 98. Thủ nhà bựa quá. Thủ ba con ai cô lầm bao giờ. Ai sai. Có bộ Electro Titan và có 5 Rocky Balloon. Ồ. 5 Rocky Balloon sẽ vào đâu đây? Ấy chà chà. Có tàng hình này. Bạn chưa thả nhân bản à? Như vậy là bạn thả nhân bản ở khu phía trong. Ồ ghê đấy. Cái thần chú độc dược sao nó chưa bung cái nào ta? Độc dược chưa bung luôn. Tầm này mới bung mà bung ở đấy thì cũng không xi nhê gì. Ừ không mất đại bàng. Bùm. Đúng rồi. Không mất đại bàng thợ xây. Hai lều thợ xây vẫn đang tích cực sửa trong tình huống này. Như vậy sẽ là lợi thế. Sẽ là lợi thế cho chúng ta và bất lợi cho đội bạn rồi. Trời trời trời. Nó lại hợp lý đấy. Chào các sếp mới vô nhá. Đại bàng tầm này bắn chùa thì đội bạn sẽ rất khổ. Đội bạn sẽ rất khổ đấy. Ui. Bọn to thế. Tím rồi, tím rồi. Tầm này không còn spell. Ô may quá có trâu bò húc. Hả? Đã 1-1 rồi á. Nhanh vậy. Ca này đôi bạn tím rồi. Ooh.
đội bạn ca này tạch sâu luôn. Đại bàng nó bắn chùa từ đầu đến cuối. Đại bàng còn từ đầu đến cuối như thế này thì chỉ có khóc thôi. Còn 5 em Rocky Bloom vẫn chưa thấy bạn ấy xử lý ở đâu. Lại thêm Royal của chúng ta ở đây nữa chứ. Một mình em Queen sao mà đỡ được. Bạn cầm Rocky Bloom về ngắm rồi. He he. Đội bạn tạch mà em vui trong lòng quá. Đúng rồi. Thằng đấy. Có cái gì nghe vừa mới vào đấy. Xong 82% cho đội bạn tạch. Lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi tôi xuất kích trở lại. Và đây là Minor Hawk thần thánh. Ồ, có cả Battle Drill à. Ôi trời trời. Ok ok. Queen đang bốc này. Tổ em tin anh à. Quẩy sang bên này đi nào. Đang rất tích cực trong tình huống ở đây. Như nào đây nào. Đại quân đã bắt đầu vô rồi. Inferno một tiện. Bịt khu vực nhà chính. Hợp lý quá tổ ơi. Úi dồi ôi. Bơm tiếp cuồng nộ cho Queen. Nhà chính nhà chính. Úi dồi ôi. Tổ sao đi pet 4 với pet 1 vậy ta. Sao không đi mấy em pet 10. Nó đỡ khổ hơn ông ta. Em pet này là căng rồi. Em pet này là căng rồi. Bịt được pháo đầy đá. Royal Champion đang xông pha tích cực. Ôi xúc được luôn. Vâng cố lên nào. Vâng Queen chưa gồng. Hay quá. Wizard vẫn đang còn ở khu phía sau. Đầu tư Wizard và Sneaky Goblin và em. Queen chưa cả gồng. Tổ lúc nào cũng uy tín. Trời. Tuyệt vời. Chê làm sao được. Hay quá. Một trận thi đấu 3 sao đầu tiên trong tối nay rồi. Nó phải thế chứ. Trời ơi. Dư cả phút luôn anh chị nị. Uy tín quá nhỉ. Tiếc gì một lượt like, lượt thả tim vào các sếp. Nhuộm đỏ khung chat Việt Nam cố lên thôi chứ còn gì nữa. Quá khét cho tổ rồi. Vâng 600 anh em chứng kiến tớ phát nhá. Đây. Giáp Lalo đã ăn xong được cái pháo đầy đá. Ghê ghê. Phượng Hoàng cấp 1. À ha. Tớ thích tớ thích. Phượng Hoàng cấp 1 thì tớ thích. Em Queen. Chỗ này sắm cái thần chú độc dược rồi. Úi giời. Headhunter. À cũng bài bản phết nhờ. Kata đi lót nền đấy à. Phượng Hoàng mà đang cấp 1 thì tớ vẫn lấy con bò cấp 10. Nó khỏe hơn chứ. Rồi ăn xong khu vực nhà chính thì tướng tá cũng nằm thôi. Và như vậy là không ăn được khu vực nhà chính. Ôi anh bạn ơi. Tạch sâu lắm rồi. Tạch sâu lắm cho đội bạn rồi. Đợt. Đang cố gắng cào cấu để ăn vào khu vực nhà chính. All in vào khu vực nhà chính ấy. Được.
này thì ăn được. Xoáy ác. Vâng, không yên tâm nên phải đầu tư ngay bình cuồng nộ. Quả đấy cần gì cuồng nộ đâu, vẫn ăn được. Nhưng bạn ấy lo lắm rồi. Quả này bạn ấy lo lắm rồi đây. Và sau lượt đánh này thì tinh thần của anh em Hà Nội Royal Wings Edge sẽ lên rất cao. Cảm ơn chiếc bằng set boy tặng 8 cốc trà đá nhá. Chiến luôn. Anh ăn cơm chưa? Ui, tớ chờ bát mì của các sếp gửi trên đây này. Rồi rồi rồi, đại bàng nó còn khỏe nguyên như thế này. Tím rồi, tím rồi, tím rồi. Đội bạn chắc chẳng tím chứ còn gì nữa. Cóng tay lắm rồi. Này thì quản giáo đấy. Ui ôi ôi, ăn 3 phát đến từ đại bàng. Ca này đi sâu lắm anh em ạ. Tạch sâu lắm. Anh em mình cho cái tim vào nhá. Thả tim vào cho nó phấn khởi nha sếp. Việt Nam mãi đỉnh. Comment cờ Việt Nam nào sếp ơi. Mới có 112 anh em follow mới thôi nha. Anh em chưa follow nhớ follow dùm nào có sếp. Không lại đến hôm livestream lại không thấy đâu đấy. Quẩy luôn nào, quẩy luôn nào. Ok. Và đây là Tuấn bọ cạp. Ô siêu rồng, hay quá nhờ. Lâu lắm rồi, ô cái bay khá giống với bay anh em bên mình. Lâu lắm rồi, siêu rồng lại tái xuất. Ok ok. Đã đập một cây thổi gió ở bên đây. Như vậy sẽ dồn ở góc 12 giờ và góc 3 giờ. Anh em Việt Nam cố lên. Đơn vị cung đang cắt rất từ tốn. Đấy xài. Căng đấy, căng đấy. Siêu rồng đã vô. Ba, ơi không 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 không. Úi xời. Có quả độc dược nhưng đã lách được. Có cuồng nộ ở đây và nhân bản ở đây luôn rồi. Xoáy hơi đau. Xoáy hơi đau. Bịt được em Queen. Đầu tư một bình cuồng nộ. Úi dồi. Còn Queen vẫn chưa tím cho. Đúng 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 đúng. Đầu tư quả đóng băng ở đấy là hợp lý. Rồi đã ăn được lính thủ nhưng mà chưa ăn được em Inferno nhiều tia. Khu vực đội quân ở góc dưới vẫn đang hơi bị căng cho Tuấn bọ cạp. Cẩn thận Rocket Balloon mất Queen. Ôi dồi ôi. Đỏ lòm luôn rồi. Càng quá. Bầy rồng góc trên vẫn đang cố gắng tích cực. Cái liều thợ xây nó đang bắt cứu rồng cơ chứ. Em Queen đã mất rồng rồi và Royal. Ô tại sao Royal lại đi một thân một mình ở trên kia vậy ta? Royal lại đương đơn thương độc mã ở kia nhỉ. Nếu như nó hỗ trợ cho khu vực phía dưới này thì nó có đỡ hơn không ta? Tỷ lệ phần trăm phá hủy thì có lẽ là ổn. Hơn đội bạn mà. Sẽ hơn đội bạn đây mà. Bốc được, bốc được. Cái này là 80 này. Nó sẽ vào ăn Inferno ở đây. Rồi thôi xong. Ăn Inferno thì còn kéo dài được thời gian chứ. Vào đây 80 không? Không kịp 80 rồi. Rồng bị nướng hết rồi. À đây rồi. Top 1 của đội bạn đánh Tô luôn. Và Blizzard Hawk. Ồ. Dị đấy, dị đấy. 38 Hawk trong trận đánh này. Dân trời, xin chào dân trời. Đúng top 1. Vâng, Skelly Hawk. Ồ. Gắt nhờ. Gắt đấy, gắt đấy. Ăn được hội thành và ăn được pháo đầy đá. Quá ghê. Như vậy là đã lục được hội thành và pháo đầy đá thật rồi. Hài đấy, hài đấy. Trận này càng đấy, trận này càng đấy. Trận này mở hàng đối bạn thấy cũng kinh đấy. Khả năng là ồ ạt tấn công Hawk ở trên hướng góc 12 giờ thôi. King Queen này vào ăn khu vực nhà chính này. Càng đấy. Gồng King đi. Quả
đấy mà không gồng kinh thì bạn lại đứt sớm. Độc dược phóng ra luôn. Và như vậy thì em queen của đội bạn sẽ dính độc không? Queen có lẽ là lách được. Bật gồng luôn. Ui sổi bom kìa. Rồi, như vậy đã xong khu vực nhà chính. Và đội bạn dồn hóc. Đấy, ở trên hướng góc 12 giờ đấy các bạn. Có Tesla này. Bạn ấy chỉ vào mấy con để thăm dò trước thôi. Đầu tư Bloom vô để xử lý cái Tesla. Và quyết định bật gồng Queen ở trong thời điểm này. Hóc đằng giã là khá tốt. Tiếp tục thêm hồi máu rồi. Bịt máy bắn đá. Vẫn còn băng và hồi máu nữa. Kinh đã bị thịt. Đầu tư tiếp cái máy bắn đá nữa. Ui rồi. Bạn ấy hồi máu tiếp ở đây. Và Hawk ở trong đơn vị lính hội thành đã hội quân nữa ở đây ạ. Càng thế nhờ. Quả xoáy quá đỉnh đến từ tổ. Quả xoáy, vâng, quả xoáy bay màu không? Quả xoáy có cứu được trận vua này không? Đỉnh, đúng rồi. Nhưng có vẻ như đây là một siêu phẩm. Một siêu phẩm đến từ số 1 của đội bạn ạ. Hay. Dị đấy. Dị đấy, dị đấy. Nó sẽ đặt anh em Hà Nội Royal Gate bắt buộc phải tấn đánh 3 sao trong vòng tới. Càng thật. Vâng, nó kịch tính đến cả trận đánh cuối cùng. Xong trận này cũng chưa biết được ai win đâu ạ. Càng ảo thật. Vâng, một mình Tô đánh được 3 sao và bị top 1 đội bạn bụp lại luôn. VN Hunter cố lên. Nóng lắm rồi. Nói các bạn rồi mà, đánh dài nó phải kịch tính luôn. Nhiều khi đánh xong 10 tơn chưa biết thắng hay thua, bởi vì chúng ta cần phải xem về số sao và tỷ lệ phần trăm phá hủy nữa. Rồi hôm nay tớ mới ra vlog, có thời gian để làm vlog thôi. Đấy rồi, VN Hunter chốt đơn. Và đây là Jack với cả là Jack Rider. Và có khí cầu chiếm flim nhân bản và tàng hình ở đây rồi. Ui cái lỗ này nguy hiểm lắm này. Quăng độc ra luôn. Cái đạn thật. Thôi thôi xong, bị cái độc này là xong rồi. Vâng, cắm đâu không cắm, cắm đúng cái độc. Cắm đâu không cắm lại cắm đúng cái độc chứ. Thật. Ôi dồi ôi. Nguy hiểm thật. Tầm này chỉ mong 2 sao và nhiều tỷ lệ phần trăm phá hủy thôi. Hai cái độc hai bên rất khó chịu. Rất khó chịu ở trong cái dạng bay này. Ác thật. Bởi vì cái lúc mà vào khí cầu chiếm lim đấy là tớ đã nghi nghi rồi. Bởi vì tớ cũng đã bay cúc dạng nhà đấy và tạch. Rất bựa luôn. Đấy, và hai cái độc dược này nó lại căng lên rồi. Thì bây giờ mà cắm quân vào nữa thì nó lại phun độc ra và bầy rồng của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Queen chắc làm đứt rồi. Tầm này chỉ mong là có 2 sao và nhiều tỷ lệ phần trăm phá hủy. Còn giá chưa gồng. Nhà chính lòi mồm lên hộ tôi cái. Gồng. Rất tốt. Rất tốt đến từ VN Hunter. Các bạn nên nhớ chúng ta vẫn đang có lợi thế về tỷ lệ phần trăm phá hủy. Úi. Ui rồi ôi, có Jack Rider lách được thì em ấy lại bị ăn bom đen. Rồi ồ. Xiên cái E. Tầm này còn thêm phần trăm thì mừng thôi. Mà không biết ca này sẽ như thế nào đây. Ok, chào Akashi nha, chào tất cả anh em mới vô nhá. Rồng này là đỏ máu rồi. 70 mấy%. Vẫn đang rất cố gắng cào. Bạn ấy vẫn đang rất cố gắng cào. Rồng điện chạy ra khu phía ngoài đi. Đừng có vào đấy Tesla em. Vào đấy Tesla nó giật cho tung đít. Ờ được.
Ấy, kiếm thêm tỷ lệ phần trăm phá hủy. Bảy mấy không biết có được không? 76. Kết quả sẽ như thế nào đây? 3, 2, 1, hết giờ. Mà còn mạng lạc. Cuộc chiến đã kết thúc. Và kết quả, bấm chiến thắng. Anh em Hà Nội Royal X Mai Đình, Việt Nam đã thắng.